Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn ba trận chung kết giữa Loạn Chiến Vương Hồng Chí và Kim Cương Bất Hoại Hứa Ngân Xuyên diễn ra năm 2015. Ván đầu tiên này thì Hứa Ngân Xuyên cầm đỏ đi tiên, còn Hồng Chí thì cầm đen hữu hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军，
军。将军。将军。将军。将军，将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Trên đây thì Kim Cương bất ngoại hớ ngân xiên buông cờ nhận thua. Mà bạn xem tiếp trận thứ hai. Trận thứ hai thì Hồng Chí cầm đen phủ hậu, hớ ngân xiên thì cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。Thank you.
将军。将军，将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。Trên đây thì thậm chí buông cờ nhận thua, mà bạn xem trận thứ ba chẳng quyết định ai là 1 tỷ. Trận thứ ba thì thậm chí cầm đỏ đi tiền, Hứa Ngân Xuyên cầm đen thủ hậu, mà bạn thưởng thức.
Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun.
Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Trên đây thì loạn chiến phương hồng chí không thể nào ăn tốt mà cũng không thể chạy xe, nếu ăn tốt thì pháo bắt chết xe, còn nếu chạy xe thì xe đâm xe bí. Và video của mình xin kết thúc ở đây, cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn thích bạn đừng quên bấm đăng ký bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.